Chị hứa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để cho nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy, thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm gì được. Ai ở trong thầy, ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều hoa trái và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, bản văn tin mừng ngày hôm nay sướng lên cái nỗi khao khát và ước mong của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có thấy tội nghiệp Ngài không khi chúng ta đọc bản văn này? Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nghe rõ, nghe kỹ thì quả thật chúng ta tội nghiệp Chúa Giêsu. Chúng ta tội nghiệp là bởi vì cái sự ước ao, cái sự mong muốn của Ngài muốn chúng ta kết hợp mật thiết với Ngài mà không bao giờ bị chia rẽ. Thầy muốn các con gắn liền với Thầy như cành nho gắn với cây nho. Bởi lẽ cha Thầy là người trồng nho. Thầy là cây, các con là cành. Cha Thầy đã sai Thầy xuống trần gian như một cây nho, như là một thân thể, là đầu, trong đó các con là chi thể. Và vì vậy sự khao khát ước mong của Thiên Chúa, là của Đức Giêsu Kitô, là muốn chúng ta gắn với Ngài để chúng ta được sống. Ngài sợ chúng ta chết, Ngài sợ chúng ta bị hủy diệt, Ngài sợ chúng ta không có sự sống của Thiên Chúa. Cho nên Ngài tha thiết, Ngài mời gọi chúng ta gắn chặt vào với chính thân thể của Ngài, gắn vào để các con sinh hoa trái, gắn vào để các con hoàn tất cuộc đời của các con ở tại trần gian, mà các con được mang danh là môn đệ của Thầy. Chúng ta nghe lại cái câu của Chúa Giêsu, câu cuối cùng trong bản văn tin mừng. Ngài rất tha thiết, điều làm cho cha thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều hoa trái và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Như vậy, cuộc sống của mỗi người chúng ta là Kitô hữu chẳng mang lại gì cho Chúa Giêsu cả. Trong khi đó Ngài làm cho chúng ta tất cả. Ngài chết và phục sinh. Ngài chấp nhận một cuộc tử nạn dài từ khi Ngài có thai trong lòng mẹ Maria, chuẩn bị sinh ra bị người ta hất hủi, sinh trong máng bò lửa, đi loan báo tin mừng bị người ta chống đối và không tin nước Thiên Chúa,
điều Ngài rao giảng. Và cuối cùng là những ngày cuối đời bằng một cuộc tử nạn để rồi chôn táng trong mồ và phục sinh. Tất cả Ngài làm cho chúng ta để chúng ta có được ơn cứu độ. Thế mà khi chúng ta sinh hoa trái thì Chúa Giêsu chẳng được gì. Khi chúng ta sinh hoa trái là để Cha của Thầy được vinh hiển, chứ không phải Thầy được vinh hiển. Và từ đây chúng ta mới nhận ra mầu nhiệm tự hủy đến tận cùng của Đức Giêsu Kitô. Ngài làm hết tất cả cho nhân loại, Ngài xóa mình đi để cho mọi người nhận ra Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân từ và thương xót. Ngày hôm nay tôi muốn ông bà anh chị em hãy trở nên môn đệ của Đức Giêsu Kitô như mẹ Maria. Bởi lẽ mẹ Maria đã gắn bản thân của mình vào với Đức Giêsu Kitô. Không phải chỉ là Ngài mang trong cung lòng của mình ngôi lời nhập thể, mà khi Đức Giêsu Kitô lớn lên ra đi loan báo tin mừng, mẹ Maria đã gắn mình vào với con. Ngay cả lúc cuộc tử nạn của con mình diễn ra trước mắt, mẹ chứng kiến tất cả. Thế mà mẹ đón nhận cùng đau khổ với con trên chặng đường đi tới đồi Golgotha. Mẹ cộng tác thực sự cái đau khổ của mẹ vào với đau khổ của con, bởi mẹ đã gắn vào với Đức Giêsu Kitô một cách mật thiết. Và từ sự cộng tác đau khổ của mình, hiến dâng đau khổ cả cuộc đời của mình với con là Giêsu, thì mẹ Maria trở nên môn đệ số một của Thầy Giêsu. Một môn đệ âm thầm, một môn đệ làm cho danh của Thiên Chúa Cha được người ta biết đến. Một môn đệ mà chẳng bao giờ cử hành một thánh lễ nào, cũng chẳng đọc một lời truyền phép nào như các tông đồ, mà mẹ Maria lại là một môn đệ xuất sắc. Vì mẹ Maria đã sinh hoa trái để người ta nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa. Hoa trái mẹ Maria sinh ra ngày hôm nay để người ta biết được khuôn mặt Thiên Chúa, tôi chỉ gợi lại một nhân đức thôi, đó là sự vâng lời. Chúng ta vẫn hát bài xin vâng. Lời xin vâng của mẹ Maria từ khi đón nhận Chúa Giêsu trong cung lòng của mình cho đến suốt cả cuộc đời của mẹ Maria, cho đến khi mẹ về trời cả hồn lẫn xác, thì cả cuộc đời của mẹ Maria là một sự xin vâng tuyệt đối với thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và qua sự xin vâng ấy, người ta nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa Cha nơi cuộc sống và sự xin vâng của mẹ Maria. Và đó là môn đệ tuyệt vời, môn đệ số một của Đức Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay khai mạc tháng hoa, tôi mời gọi mọi người cũng hãy trở nên môn đệ số một như mẹ Maria, bởi chúng ta sinh ra những hoa trái thánh thiện. Mỗi người một bông hoa để dâng cho Thiên Chúa. Mỗi người một cách để người ta nhận ra khuôn mặt của Đức Giêsu, của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Tôi cũng là môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Các sơ cũng là môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Ông bà anh chị em, những người đang lập gia đình, là ông, là bà, là cha mẹ, cũng là môn đệ của Đức Giêsu Kitô.
Các em dâng hoa, kể cả em bé tí teo, con của chị Trinh ca đoàn kia, cũng là môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Nhưng mỗi người chúng ta một cách sinh hoa trái, theo bậc sống, theo cung cách của mình, để người ta nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa. Và khi nào anh chị em sống xung quanh chúng ta, bất kể đó là người công giáo hay không công giáo, đó là người làm việc tay chân hay đầu óc, đó là người chúng ta gặp ở trên đường, phố thị hay chợ búa, hay cả trong các xí nghiệp, công ty, mà người ta nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa Cha trong mỗi người chúng ta, thì lúc đó chúng ta là môn đệ số 1 và là người giống Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho ngày hôm nay, với những bó hoa mà các em dâng, với những bài hát, những lời cầu khẩn trước thánh lễ, đó là những bông hoa của cuộc đời tôi, của ông bà anh chị em. Đó cũng là những lời hát, những lời cầu nguyện của tôi, của tất cả mọi người trong giáo xứ, dâng lên Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria. Và tôi tin xác tín rằng những bông hoa kia đang đặt trên bàn thờ Đức Mẹ là cả cuộc đời của tôi, của ông bà anh chị em, được Thiên Chúa đón nhận, được Mẹ Maria ôm vào lòng của mình. Bởi lẽ muôn sắc hoa trên bàn thờ Đức Mẹ hôm nay là muôn vàng cách sống của mỗi người chúng ta, cả vui, cả buồn, cả đau khổ, cả hạnh phúc, cả lúc mình thánh thiện và cả lúc tội lỗi, cả lúc mình làm được việc tốt và cả những lúc nhỡ mình làm những việc xấu. Chúng ta đều dâng cả cho Chúa, chúng ta đều đặt dưới chân của Mẹ Maria, để từ đó Mẹ Maria là người chuyển những bông hoa của cuộc đời chúng ta lên cho Thiên Chúa. Ước gì khai mạc tháng hoa để lại trong chúng ta những tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, nhất là trở nên môn đệ tuyệt vời của Thầy Giêsu. Amen.